Xin chào các bạn, như đã hứa với các bạn về các video trước thì video lần này của mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về việc fix các lỗi liên quan đến Outlook 365. Thì cái này á, nó chủ yếu nó liên quan đến tài khoản Outlook 365 nha các bạn. Điều đầu tiên là các bạn phải mở cái app Outlook 365 lên. Đây là giao diện của Outlook Microsoft 365. Thì các cái lỗi xảy ra tại cái phần mềm này á, tại cái app này á, nó gồm có thứ nhất á, liên quan đến user, tức là cái tài khoản người sử dụng. Cái thứ hai á, nó liên quan đến vấn đề là gửi và nhận mail. Cái thứ ba liên quan đến vấn đề là cấu hình mail. Các có nghĩa là các bạn cấu hình mail server hay là mail theo tên miền của các bạn, hay là một mail cá nhân nào đó. Khi các bạn thao tác ok rồi nhưng mà các bạn test mail thì các bạn thấy là nó không có connect được với server của Outlook, thì khi đó các bạn sẽ thực hiện các thao tác và hướng dẫn của mình. Cái thứ tư là các cái lỗi liên quan đến việc sử dụng Outlook. Đầu tiên là mình sẽ đến với về phần là gửi và nhận mail. Thì cái lỗi này nó xảy ra khi thứ nhất là đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xử lý lỗi liên quan đến gửi và nhận mail. Thì cái lỗi này nó liên quan thứ nhất là về tình trạng mạng của các bạn. Thì các bạn thấy nếu như là mail của các bạn mà các bạn gửi cho một ai đó mà nó nằm trong phần upload thì các bạn vui lòng kiểm tra cho mình thứ nhất là tình trạng mạng hiện tại. Thì các bạn muốn kiểm tra rõ hơn thì các bạn nhìn thấy về phía tay phải của các bạn về thân công cụ Start. Cái biểu tượng mạng của các bạn hiện tại là nó có connect hay không. Nếu như mà nó hiện tại nó có connect mà các bạn sử dụng vẫn không được thì các bạn vui lòng thử mở một trình duyệt bất kỳ nào đó lên và các bạn gõ Google hay là vào Gmail chẳng hạn. Nếu như mà các bạn kiểm tra mạng ok mà mail của các bạn vẫn nằm ở trong output thì các bạn vui lòng là kiểm tra lại. Thứ nhất là cái Outlook 365 này Outlook mail 365 này là nó đang ở tình trạng là offline hay là online. Nếu như nó đang ở tình trạng offline mà nó có biểu tượng là quả địa cầu cái này nó xảy ra khi các bạn sử dụng Win 10. Đây là một lỗi liên quan đến hệ điều hành Win 10. Thì cách xử lý lỗi như sau. Các bạn vui lòng là vào update Windows. Thì các bạn vào đó các bạn up maximum giùm mình. Có nghĩa là các bạn up cho nó hết các phiên bản hiện tại của Win 10. Khi đó cái lỗi này nó sẽ được xử lý. Đây là kinh nghiệm mình đã từng xử lý cho công ty của mình mà mình chia sẻ cho các bạn. Còn về việc mà nếu như mà mất mạng thì nó dễ rồi. Các bạn chỉ cần làm cho tín hiệu mạng xuất hiện lại hoặc là có mạng lại thì các bạn sẽ gửi được mail nằm trong phần hotspot. Rồi sau khi mà có mạng rồi thì các bạn vào phần mà các bạn bấm vào chỗ là send DC. Rồi các bạn bấm vào send DC thì nó mail của các bạn sẽ tự động gửi đi. Và cái mail nó nằm nó treo ở trong hotspot thì nó sẽ không còn nữa. Rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn về phần về lỗi gửi và nhận mail phổ biến nằm trong phần mềm Outlook 365, Outlook Microsoft và mail 365. Phần thứ hai là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn liên quan đến tài khoản user, tức là người dùng. Khi các bạn sử dụng Outlook Microsoft 365 mà các bạn có tài khoản mail 365 thì khi các bạn cấu hình xong góc màn hình trên cùng của app Outlook icon tài khoản mail user của các bạn thì nếu như mà nó có biểu tượng như thế này, biểu tượng dấu than trên cái icon cũng như là trên cái mail của các bạn, nó sẽ có các lỗi như sau. Lỗi thứ nhất là liên quan đến tài khoản của các bạn, có nghĩa là tài khoản của các bạn hiện đã bị khóa hay là đã bị đổi với mật khẩu, thay đổi mật khẩu. Nếu như mà tài khoản của các bạn bị khóa mà các bạn còn làm trong công ty của các bạn có sử dụng Outlook 365
có sử dụng mail 365 á, thì các bạn vui lòng liên hệ lại quản trị viên của các bạn, mà các bạn xin cấp lại cái license để các bạn tiếp tục sử dụng. Còn nếu như á, nếu như tài khoản của các bạn á bị thay đổi bát á, thì các bạn vui lòng á là cũng liên hệ lại với quản trị viên của bạn để các bạn xin cấp lại cái mật khẩu. Tại vì quản trị viên của các bạn sẽ quản trị tất cả các cái mail 365 này, và các bạn đó sẽ reset mail, reset pass cho các bạn. Rồi sau khi mà các bạn thực hiện hai cái việc trên á, thì tài khoản của các bạn sẽ được kết nối lại. Khi đó các bạn chỉ cần là tắt cái giao diện Outlook Microsoft 365 này, các bạn tắt nó đi và các bạn mở lại là ok. Các bạn kết nối lại bằng việc là nhập lại mật khẩu là ok. Rồi về cái lỗi thứ ba là lỗi liên quan đến việc là bị treo tài khoản, có nghĩa là các bạn sử dụng một thời gian dài mà các bạn không reset máy, cũng như là các bạn để máy treo 24/24 chẳng hạn, hay là máy của các bạn cấu hình thấp, thì khi mà các bạn sử dụng một thời gian, các bạn sẽ thấy trên cái màn hình này nó xuất hiện cái từ là connect away. Thì khi đó các bạn là bấm vào cái từ connect away, rồi sau đó các bạn vào cái phần là send DC, các bạn bấm vào send DC để nó sẽ gửi và nhận các cái mail mà trong khoảng thời gian mà cái phần cái app Outlook Microsoft 365 này nó bị treo, thì khi đó các bạn sẽ nhận và gửi được cái mail đó. Rồi nếu như mà nó liên quan đến tài khoản của các bạn bị treo á, tức là khi mà các bạn cũng như tình huống trên mà nó bị treo tài khoản á, thì các bạn vui lòng á là bấm vào connect away, rồi sau đó là các bạn tắt cái app Outlook Microsoft 365 này đi, rồi sau đó các bạn mở lại, rồi sau đó là các bạn vào CNDC. Khi đó các cái mail nằm trong Outbox á, nó sẽ tự động gửi đi, và các cái mail mà các bạn không có nhận được á, trong khoảng thời gian mà bị treo á, thì nó sẽ đổ về cho các bạn. Đây là ba lỗi cơ bản và xảy ra nhiều nhất khi các bạn sử dụng app Outlook Microsoft 365 mà mình tổng hợp được, cũng như là mình đã từng xử lý. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Các bạn lưu ý giùm mình á, sau khi xử lý xong á, các bạn vui lòng á là test lại xem là việc gửi và nhận mail nó đã ok chưa. Nếu nó đã ok rồi á, thì các bạn có thể là tiếp tục sử dụng. Chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.